Bonjour tous et à toutes. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp cùng Vành, Français avec Vành. Bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chuyên mục mới, mục cấu trúc ngữ pháp TCF, Structure de la langue. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn lý giải bài thi ngữ pháp TCF một cách sâu sắc và hiệu quả. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. Ở mỗi bài này, mình sẽ cùng các bạn làm 3 câu trắc nghiệm và chúng ta sẽ giải thích tại sao. Câu đầu tiên: Bonjour madame, je souhaiterais avoir un peu de une du renseignement concernant le nouveau programme. Xin chào bà. Tôi mong muốn có những chỉ dẫn liên quan tới chương trình mới này. Ở đây chúng ta có renseignement, đó là danh từ giống đực số nhiều. Và các đáp án được đưa ra đó là un peu trạng từ, để mạo từ, une mạo từ, du mạo từ. Đằng trước renseignement đúng là có thể vừa sử dụng trạng từ chỉ số lượng, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng mạo từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi loại trừ un peu. Un peu khi muốn cộng với một danh từ, chúng ta bắt buộc phải dùng cấu trúc đó là un peu de. Vì vậy, ở đây không có de, chúng ta loại un peu. De, mạo từ bất định cộng với một danh từ số nhiều, bất kể được cái. Thì renseignement là danh từ giống đực số nhiều, vậy de xem ra là cũng có vẻ thỏa mãn. Chúng ta để lại C, une. Une mạo từ bất định cộng với một danh từ giống cái, trong khi renseignement là danh từ giống đực số nhiều, loại. Tiếp, du mạo từ bộ phận, du thường cộng với một danh từ giống đực số ít, trong khi renseignement là đực số nhiều, vậy chúng ta cũng loại. Chỉ còn sót mỗi đáp án để mà chúng ta vừa cân nhắc bên trên, để cộng với danh từ số nhiều. Vậy đây sẽ là đáp án chúng ta chọn sau khi đã loại trừ. Câu của chúng ta sẽ như sau: Bonjour madame, je souhaiterais avoir des renseignements concernant le nouveau programme. Chào bà, tôi rất mong muốn có những cái chỉ dẫn liên quan tới chương trình mới này. Từ vựng của chúng ta: renseignements, những chỉ dẫn. Concernant, liên quan đến, tương đương với qui concernant. Concernant ở đây là phân từ hiện tại, participe présent. De nouveau programme, chương trình mới. Souhaiterais là động từ trong bài, có nghĩa là mong muốn, được chia ở le conditionnel présent của động từ nguyên mẫu souhaiter để biểu đạt lịch sự. Và chúng ta chốt đáp án là đáp án B, để. Câu tiếp theo của chúng ta như sau: J'ai besoin d'envoyer cette lettre où se trouve la banque, la poste, l'office du tourisme, l'agence de voyage la plus proche, s'il te plaît. Tôi cần gửi lá thư này ở nơi nào gần nhất, làm ơn. Thì ở đây các bạn cần chú ý, từ vựng mà người ta đưa ra để chúng ta lựa chọn tất cả từ loại đều là danh từ. La banque có nghĩa là ngân hàng, la poste bưu điện, l'office du tourisme là văn phòng du lịch, và agence de voyage đó là đại lý du lịch. Thì ở đây các bạn cần phải phân biệt l'office du tourisme, văn phòng du lịch, có nghĩa là một cái tổ chức công hoặc tư nhân cung cấp thông tin và hỗ trợ khách trong việc tìm hiểu và khám phá một khu vực du lịch cụ thể. Còn agence de voyage thường đó là một cái doanh nghiệp thương mại cung cấp dịch vụ và bán tour, thì agent thiên về thương mại. Ở đây chúng ta có câu này thường chúng ta sẽ sử dụng theo nghĩa, bởi vì gửi thư ở đâu, đương nhiên là phải gửi thư ở bưu điện. Vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án B, la poste. Chúng ta không thể nào chọn la banque, ngân hàng, l'office du tourisme hay l'agence de voyage. Các bạn cần chú ý từ vựng trong bài như sau: cấu trúc avoir besoin de faire quelque chose, cần làm gì, ở đây là cần gửi thư. J'ai besoin d'envoyer cette lettre. Où là ở đâu, se trouver trong câu chúng ta dùng đó là se trouve, có nghĩa là nằm tại hoặc ở. Ở đây thường sử dụng se trouver khi muốn định vị vị trí. La plus proche, gần nhất, chúng ta có la cộng với plus cộng với một tính từ, đó là so sánh nhất, nơi gần nhất. S'il te plaît,
thường thêm vào khi mà chúng ta muốn nói lịch sự giống như please trong tiếng Anh. Câu cuối cùng, qu'est-ce que vous voulez boire? Avec plaisir. Non merci, rien merci, volontiers. Nào cùng dịch, qu'est-ce que vous voulez boire? Bạn muốn uống gì? Avec plaisir, rất hân hạnh, vui lòng. Non merci, không cảm ơn. Rien merci, không gì cả, cảm ơn. Volontiers, sẵn lòng, hài lòng. Ở đây, từ volontiers thường để chỉ việc sẵn lòng, hài lòng khi làm một việc gì đó hoặc đồng ý với một đề xuất từ người khác. Volontiers thường sử dụng khi bạn đồng ý làm một cách vui vẻ và tự nguyện. Thì thực sự bốn đáp án này nghe có vẻ cũng xem đúng không? Chúng ta cảm thấy là không có gì quá khác biệt. Bạn muốn uống cái gì? Không cảm ơn hay rien merci, thường các bạn sẽ hay phân vân hai đáp án này, đó là đáp án B và đáp án C. Còn avec plaisir, rất hân hạnh, và volontiers theo kiểu là sẵn lòng thì không hợp lý. Vậy non merci hay rien merci là không cảm ơn. Các bạn thường hiểu là không, tôi không uống gì đúng không? Và rien merci thì đáp án của chúng ta đó là đáp án C, rien merci. Tại sao có thể lựa chọn một cách rõ ràng giữa riêng và nông như vậy? Bởi vì phải để ý câu hỏi của chúng ta đó là qu'est-ce que, cái gì? Và câu hỏi cái gì? Thì khi bạn muốn nói không gì cả, bạn sẽ nói rien, rien, chứ không phải là non. Non thường đó là câu hỏi có không, giống như yes no question trong tiếng Anh. Vì ở đây là một câu hỏi có vấn từ qu'est-ce que. Vậy các bạn cần trả lời rien. Rồi, đáp án của chúng ta là đáp án C, rien, merci. Bài của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng bài này có thể giúp các bạn chinh phục ngữ pháp TCF một cách hiệu quả. Hãy like, share, comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích. Merci à vous, au revoir et à bientôt.